Chào các em học sinh thân yêu. Chào các em đến với mỹ thuật lớp 2, chủ đề 4, vui học với tranh in, bài 8, hoa quả mùa xuân, tiết 1. Để học tốt bài này, các em chuẩn bị cho cô những đồ dùng sau: sách giáo khoa mỹ thuật lớp 2, giấy vẽ, mù quát, bút lông, cốc nước, khuôn in tạo từ hoa quả theo ý thích. Các em đã sẵn sàng bước vào bài học hôm nay chưa? Chúng ta hãy bước vào phần khởi động. Các em hãy giải giúp cô những câu đố sau. Câu đố thứ nhất: ruột trắng như bột, rắc hột vừng đen, mặc áo đỏ hồng, tóc xanh ngăn ngắt. Đố các em, đó là quả gì? À đúng rồi, đó là quả thăng long đó các em ạ. Câu đố thứ hai: nhiều quả dài cong xếp thành một nải, nải xếp thành buồng, khi chín vàng thơm, ăn ngon ngọt lắm. Đố các em, đó là quả gì? À, rất là tốt, chính là quả chuối đấy các em ạ. Câu đố thứ ba: hoa gì nho nhỏ, cánh màu hồng tươi, hễ thấy hoa cười, đúng là đón Tết. Đố các em, đó là hoa gì? À, đúng rồi, đó chính là hoa đào đấy các em ạ. Các em đã rất giỏi, đã giải giúp cô 3 câu đố. Và đó là những loại hoa quả của mùa xuân đấy. Và hôm nay chúng mình sẽ bước vào chủ đề 4, vui học với tranh in, bài 8, hoa quả mùa xuân, tiết 1. Ở bài học này, các em cần đạt được một số mục tiêu sau: nhận biết được đặc điểm về hình dạng, màu sắc của một số loại hoa quả thường có vào mùa xuân, bước đầu làm quen tìm hiểu tranh khắc gỗ của họa sĩ. Các em bước đầu sáng tạo được tranh in hoa quả mùa xuân từ những vật liệu sẵn có. Các em biết trao đổi, chia sẻ, thực hành sáng tạo, trưng bày, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm tranh in, chủ đề hoa quả mùa xuân. Cô trò mình cùng bước vào hoạt động 1, khám phá. Các em quan sát cho cô hình ảnh sau. Em nhìn thấy hình ảnh hoa gì? À đúng rồi, đó là hoa mai các em ạ. Nhìn bông hoa mai như thế này, các em lại leo cho cô cấu tạo màu sắc của hoa. À đúng rồi, hoa mai cấu tạo từ 5 đến 9 cánh này, cánh nhỏ, mỏng manh và có màu vàng các em ạ. Các em hãy quan sát bức tranh sau. Em nhìn thấy hình ảnh gì? À đúng rồi, đây là bức tranh tĩnh vật khắc gỗ của họa sĩ Phạm Văn Đôn. Em hãy kể tên các loại hoa quả có trong tranh. À đúng rồi, trong tranh gồm có lải chuối, quả đu đủ, quả táo, quả đào, quả Phật thủ các em ạ. Ngoài ra còn có hoa đào nữa đấy. Họa sĩ Phạm Văn Đôn đã biết kết hợp các loại quả để tạo thành bức tranh mang đậm tinh thần mùa xuân đấy các em ạ. Ngoài những loại hoa quả trên, em hãy kể thêm một số loại hoa quả mà em biết. À đúng rồi, như là quả xoài, quả ổi, quả cam, quả thăng long. Quan sát bức tranh, em thấy hoa quả có màu sắc như thế nào? À đúng rồi, màu sắc mang tính trầm, ấm. Các loại quả trong tranh thường có vào mùa nào các em? À đúng rồi, các loại quả trong tranh thường có vào mùa xuân. Bức tranh trên được thể hiện bằng hình thức chất liệu gì? Bức tranh trên được thể hiện bằng hình thức tranh khắc gỗ. Vậy các em có thể in một bức tranh tĩnh vật về hoa quả mùa xuân. Cô và các em cùng chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Bước 1, cắt tạo hình khuôn in. Các em có thể tạo hình từ các loại củ quả mà các em thích. Bước 2, vẽ màu lên khuôn in. Các em có thể lựa chọn màu sắc, hình ảnh cho phù hợp.
Bước 3. In lên giấy và thêm chi tiết. Các em lưu ý, in sắp xếp sao cho cân đối, hài hòa. Và có thể thêm chi tiết cho sản phẩm thêm sinh động. Để rõ hơn, các em hãy quan sát cô thực hiện các bước nhé. Vừa rồi, các em đã quan sát cô thực hiện các bước. Để có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn, cô mời các em quan sát những sản phẩm tham khảo sau. Vừa rồi, các em đã được tham khảo một số bài. Giờ các em đã đến phần thực hành. Ở hoạt động này, với kiến thức các em vừa được học, bằng sự khéo léo, các em hãy sáng tác một bức tranh in về hoa quả mùa xuân từ vật liệu sẵn có của mình. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, các em nhớ chia sẻ với người thân yêu trong gia đình hoặc bạn bè theo gợi ý sau đây các em nhé. Về tiêu chí đánh giá, hình ảnh như thế nào, màu sắc như thế nào, cách sắp xếp hình ảnh như thế nào, bức tranh của em gồm có những loại quà nào, những sản phẩm vừa rồi thuộc chủ đề nào. Qua bài này, các em đã biết in các loại hoa quả mùa xuân. Các em hãy biết giữ gìn và trân trọng sản phẩm của mình và của bạn các em nhé. Và để bài sau được tốt hơn, các em hãy chuẩn bị cho cô những nguyên liệu sau: giấy vẽ, màu vát, các loại khuôn in từ hoa quả, kéo, bút lông. Vậy là bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các em.